Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng chỉ thị số 10 để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Cư dân trên địa bàn được yêu cầu không tụ tập đông đúc và giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, mới đây, rất nhiều shipper, tài xế xe ôm công nghệ đã vi phạm quy định, đứng tụ tập thành từng nhóm vô tư trò chuyện với nhau, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Khi thấy lực lượng chức năng, một vài người đã bỏ cả phương tiện chạy trốn. Một tài xế xe ôm công nghệ phân trần, thông thường trong lúc chờ khách, anh và các đồng nghiệp sẽ dừng nghỉ tại một điểm như bên bãi. Lâu dần sẽ thành thói quen nên có quy định giãn cách anh cũng quên mất. Về những trường hợp vi phạm này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 25 quận Bình Thạnh cho biết, đơn vị hiểu rõ những khó khăn về kinh tế mà các tài xế gặp phải trong thời gian này nên quyết định chỉ cảnh cáo, yêu cầu cam kết với người vi phạm lần đầu. Nếu tiếp tục tái phạm sẽ mạnh dạn trừ từ 10 đến 20 triệu đồng. Ông đề nghị với các công ty cung cấp dịch vụ cần tham gia tuyên truyền, nhắc nhở đối với các tài xế trong việc thực hiện các quy định như không tụ tập nơi đông người, giữ khoảng cách hoặc hạn chế tiếp xúc gần. Thậm chí có thể đặt ra chế tài xử phạt để chia sẻ gánh nặng trong công tác phòng dịch với chính quyền địa phương.